Kính chào quý chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ thử thách bạn Cường 10 câu hỏi và bạn Cường sẽ thử thách mình lại 10 câu hỏi, thử xem ai là người thông minh hơn, người giỏi hơn nha quý vị. Giờ mình sẽ xem clip nó như thế nào nha quý vị. Let's go. Và bây giờ Mr. Cường sẽ cởi sim bay ra và bắt đầu bơi và cũng như là trả lời 10 câu hỏi mà mình đưa ra nha quý vị. Bây giờ anh ta đang khởi động và tắm nước sạch qua một nước xong rồi mới bơi xuống nha. Đó. Tướng giống tướng người mẫu không mọi người? Nhưng mà mập như heo rồi. Chưa có body 6 muối nào hết. Body 6 muối nó vô một cục luôn. Đó, ghê chưa? Nó phơi một cái mà nó động. Đúng, quá dữ. Ok, lên nhanh lên. Nó bơi trồng chuối đó mọi người ơi. Ghê chưa? Sau khi bạn Cường thử thách mình 10 câu hỏi, mình đã trả lời được 710 câu hỏi, thì bây giờ mình sẽ đố lại cho bạn Cường 10 câu hỏi nha mọi người ơi. Và câu thứ nhất câu mình nói lại là những câu hỏi này là những câu có thể là nhiều đáp án mẹo nha. Câu hỏi số 1, những người càng nặng ký thì sẽ như thế nào? Đáp án 10 9 8 6 7 6, mọi người ơi, đúng không? Chắc đúng, chắn không đúng, mình định, mình tự tin là 100% mình sẽ là chính xác. Một câu nói chính xác, excellent. Và câu hỏi số 2 mình dành cho các bạn Cường đô la lậu. Lậu hả? Mình đang đua mọi người, mình không có đùa. Câu hỏi số 2 là gò gì có rất nhiều ở biển? Cái gì? Gò gì có rất nhiều ở biển? Gò hả? Ừ. Hiểu mọi người. Mọi người có biết không? Gò. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 gò 1. Gò đảo. Gì? Gò đảo. Sai. Đáp án chính xác là gò cát. Có gò cát hả? Ừ, thì gò cát đó nhô lên đó. Không biết. Và câu hỏi số 2 thì bạn trả lời sai thì bạn sẽ đi nhảy thôi. Em mất trời tôi hư rồi. Và bây giờ bạn Cường sẽ bơi một, không biết thì bạn sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi. Với trình độ hạn hẹp như thế này chắc bạn sẽ không trả lời được nhiều và bạn sẽ nhảy rất nhiều nha quý vị ơi. 1 2 3 là slow. Rồi, cảm nhận của bạn khi bơi như thế nào với thời tiết 20 độ C? Lạnh nhưng mà đã mọi người ơi. Muốn bơi nữa quá. Mà muốn bơi trồng chuối rồi. Ok. Bơi chuối nha. Ok. Bơi trồng chuối ghê vậy. Nhớ còn bơi là không biết thung sao tụng. Bơi trồng chuối đó mọi người ơi. Ghê chưa? Thôi đi lên trả lời câu hỏi nè cha ơi. Mình đã vừa hoàn thành xong một vòng bơi, mệt quá. Và bây giờ bắt đầu sẽ câu hỏi số 3. Yes. Có một chiếc xe hư đang đậu trên đồi, làm sao để mang nó về? Với trình độ IQ hạn hẹp thì chắc nó sẽ không trả lời được đâu mọi người. Có một chiếc xe hư ở trên đồi làm sao đem về hả? Ừ. Có mẹo không vậy? Đã nói là nhìn là biết có mẹo không rồi. Có một chiếc xe hư. Có một chiếc xe hư đang đậu trên đồi, để làm sao để mang nó về? 10 9 8 7 6 5 4 3. Có mẹo đó. Suy nghĩ không hay là đọc lại câu hỏi đi. Có một chiếc xe hư đang đậu trên đồi, làm sao để mang nó về? À, đậu trên có đồi đó là nó lấy từ đậu trên đồi là đồi trên đậu. Dạ không hiểu, nó lấy đậu trên đồi là lấy lại là sao? Bạn ơi. Nếu có đố mình á, đừng đố mà đố mà còn lóng lái gì đó, mình sẽ không có biết đổi được, có phần mình rất là rối. Và bây giờ là câu hỏi số 4. Rồi quên bơi tiếp, đang nó trả lời. Rồi. Trồng chuối mà đi luôn. Hay là nó thích bơi mà nó trả lời sai mọi người. À ha, mày bị. Nhanh lên, trồng chuối đi. Ok.
trồng chuối đi luôn nha. Bây giờ bạn sẽ bơi trồng chuối nè mọi người ơi, bạn Cường đô la lậu. Đó, ghê chưa. Đua. Nó bơi một cái mà nó động. Đua quá dữ quá dữ. Ok, lên nhanh lên. Lên. Tới rồi. Ô, nó bơi chuyên nghiệp đó mọi người. Cường đô la này nó bơi chuyên nghiệp. Cường đô la lậu. Nó được ăn cái gì hết mọi người. Trời ơi, do cái trình độ IQ của nó đó mọi người. Và bây giờ câu số 4 dễ nhất luôn nè. Câu số 4 Bình Định Giáo Yêu sẽ hỏi tiếp nè. Là ca sĩ nào hay hứa mà cũng không làm? Ân Hồng Phúc. Sao giỏi vậy? Đáp án chính xác. Máy học rồi đó. Cảm ơn mọi người. Có biết có thuộc bài hứa thật nhiều, thật hứa thật nhiều không? Hứa thật nhiều. Được một câu. Và bây giờ là câu số 5. Câu số 5 nha, kỹ nè. Khi bị thu hút bởi người khác giới, thường bộ phận nào trên cơ thể bị giãn ra? Câu đó rất dễ luôn á. Bạn nhìn gái thì sao? Môi mình sẽ bà hỏi ra mọi người. Một câu hỏi cho trả lời lại đó. Môi mình mọi người. Đáp án hoàn toàn không chính xác. Đó là con cái đồng tử của mày khi mình nhìn gái đẹp hay là trai đẹp gì đồng đó tử là gì con mắt mà? Mình nó giãn đây nè, đồng tử là mắt đồng đen nè, nó sẽ giãn ra, nó sẽ sáng con mắt. Người ta nói là mình nhìn gái là sáng con mắt đúng không? Trời ơi, là cái đồng tử không? Mà không gái... có cãi, mày không có cãi MC được mà nhảy tiếp, không có nói nhiều. Ok, nhảy tiếp đi tao quay. Câu hỏi nhanh đi chớp với mọi người, mình có quyền, mình có cãi lại nếu mình đứng sáng á, hiểu không? Rồi nhảy tiếp. Không cho cãi với mình phải đứng chính lại mọi người. Tại vì á, mình định lúc mình tăng ghế mình định điều đeo kính thế lên sẽ không thấy. Còn mỗi người khác nhau. Mình thấy miệng mình hở đầu tiên mọi người, con mắt mình chưa học bình thường. Tại miệng là luôn luôn mở rồi, không có nói. Không, mình không có hở mọi người, mình tự nhiên. Ừ. Đấy. Bây giờ mình không có đồng chuối tiếp đi. Và bây giờ bạn Cường trả lời sai với trình. Bây giờ mình bay ếch chưa? Với trình độ IQ có hạn thì bạn trả lời nãy giờ là mới trúng được có một câu nè quý vị ơi. Bây giờ mình sẽ bay ếch. Đó, với một kình ngư rất là nổi tiếng đó, bơi gà. Kình ngư thì và bạn đồng viên bơi lội quốc gia lại bị loại từ vòng gửi xe nha mọi người. Đẹp luôn á. Bạn nó chắc nên nó bơi rất đẹp luôn mọi người. Không ngờ là bạn tôi bơi rất đẹp. Và đấy, bây giờ câu hỏi số 6. Lê lưỡi mọi người mệt quá. Nãy giờ trúng được mấy câu? Đấy. Một câu. Ba. Hai. Và bây giờ câu hỏi số 6. Sau lưng bạn là hướng gì? Đừng nói làm bất đồng sản mà không biết đông tây nam bắc nha. Hướng nam. Sao biết hay vậy? Đứng sáng rồi mọi người, hên đó, nó trả lời hên đó. Và bây giờ câu hỏi số 7. Loài chim có tên ngắn nhất là chim gì? Cù. Cù có hai từ. Nãy có một câu hỏi mà mình đã nói rồi. Ó. Chim ó mọi người. Sao biết nhanh vậy? Đã đố rồi. Câu hỏi số 8 là theo văn hóa phương Đông, con rồng tượng trưng cho ai? Con rồng tượng trưng cho ai? Hoàng thượng. Sao biết hay vậy? Long tử mà, thường phải con của trời mọi người. Một câu hỏi. Đáng. Một đáp án hoàn toàn không thể không chính xác. Yeah. Và câu hỏi số 9. Tôn Ngộ Không là người hay khỉ? Tôn Ngộ Không là người hay khỉ? Tôn Ngộ Không là khỉ. Khỉ thành tinh mọi người. Ok, một đáp án không thể là không chính xác. Và câu hỏi cuối cùng. Đó là tuổi thơ của mọi người, ai cũng và biết. Và câu hỏi cuối cùng rất là dễ. Đó là định nè. Gì? Ngộ Không sinh ra từ đâu? Sinh ra từ hang đá. Sai. Sao sai được? Từ đá biến thành. Thôi dẹp đi, bây giờ sẽ sai, câu hỏi phạt. Đố sai trả lời sai. Tao không nằm trong ban câu hỏi. Và câu hỏi đó cuối cùng là câu hỏi số mọi người đều ai đều biết Tôn Ngộ Không được sinh ra từ đâu và Tôn Ngộ Không là gì, mọi người đều biết hết. Và câu hỏi cuối cùng. Thật câu hỏi số 10. Thật sự mà ngu quá. Câu hỏi số 10. Vậy câu hỏi này có coi đáp án không? Trời chết rồi. Vậy câu hỏi số 10 là vị hướng luận viên nào dẫn nhất lâu nhất câu lạc bộ cho đội bóng Manchester United? Câu hỏi rất dễ, con nít cũng biết luôn.
mình biết người đó là gì, đá banh gọi gì, người đó banh gọi gì, cầu thủ mình biết, còn các ông đó biết mặt mà không biết tên. Vậy huấn luyện viên nào chẳng dứt lâu nhất câu lạc bộ cho đội bóng Manchester United? Đáp án 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Và đáp án của Bình Định Nhóm Yêu đưa ra đó là Sir Alex Ferguson. Mình đọc cho mình không đọc biết cho. Đọc luôn á, đọc tiếng Anh là đọc là đọc quá. Rồi. Sir Alex Ferguson. Đúng không? Đúng không? Cảm ơn. Mệt quá mọi người ơi. Rồi bye bye đi. Cầm đó. Ngày hôm nay tham gia thử thách này thì cũng vui nhưng mà cũng rất là mệt. Nói thôi nhưng mà được. Chửi hoài. Mình định rất là hỗn nha mọi người. Mọi người xem video thì để ý đi, mình định rất là hỗn và rất là xéo xác. Nhưng mà hôm nay tham gia thử thách này mình được bơi một vòng á, được trải nghiệm được hồ bơi ở bên Vinhome Vinpark bên tòa X5 á, thì rất là tuyệt vời và rất là sảng khoái. Mọi người có thích bơi cùng mình Định và mình không? Và tham gia nhiều thử thách hơn tại Vinhome Vinpark tại Trung Quốc. Và bây giờ mình xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn vào một video clip tiếp theo. Bye bye. Bye. Họ chửi vui nè, chửi. Coi nó hổng nha mọi người. Má mày. Nó không có tiếng, mới quay lại đó. Sau khi trả lời những câu đáp án rất hóc búa của Bình Định Nhóm Yêu thì bạn cảm thấy như thế nào? Sau khi nhận được những câu hỏi hóc búa của Bình Định Nhóm Yêu, nói thiệt là vừa vui mà vừa mệt. Vui là tham gia thử thách, trả lời câu hỏi tưởng như rất bình thường nhưng thật sự nó không bình thường, và mình bị phạt là được bơi bơi này, thì bơi dưới này rất là tuyệt vời, nước ở đây rất là sạch và bơi rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà bơi sâu thì rất là đuối nha mọi người, giờ em cũng giống em chưa cho ăn cái gì hết và tham gia thì rất đẹp. Và ngày hôm nay thì mình cũng có giới thiệu luôn mọi người xem, đó là hẳn kính bô long. Đây, có lộ mình cũng mé kìa. Hẳn kính bô long nha mọi người. Giá của nó là 950k. Nhưng hiện tại đang sale nha mọi người. Đang sale dịp Tết này giá chỉ tầm 500k. Mọi người hãy like, subscribe cho mình được giúp yêu để ủng điểm tư vấn nhiều hơn nha. Cầm đó. Ngày hôm nay tham gia thử thách này thì cũng vui nhưng mà cũng rất là mệt. Nói thôi nhưng mà được. Chửi hoài. Mọi người xem video thì để ý đi, mình định rất là hỗn và rất là xéo xác. Nhưng mà hôm nay tham gia thử thách này mình được bơi một vòng á, được trải nghiệm được hồ bơi ở bên Vinhome Vinpark bên tòa X5 á, thì rất là tuyệt vời và rất là sảng khoái. Mọi người có thích bơi cùng mình Định và mình không? Và bây giờ mình xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn vào một video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Họ chửi vui nè, chửi. Coi nó hổng nha mọi người. Má mày.